Tạm.
Rồi, đây chúng ta chuẩn bị tiếp tục à. Như vậy là hôm trước chúng ta đã nói được đến là vấn đề mô tả tín hiệu à. Sau đó là xây dựng những cái phương trình để mô tả những cái tín hiệu chuỗi. Vâng, rồi. Như vậy thì bây giờ người ta nói tiếp đến, tức là trong cái chỗ tín hiệu ấy thì còn vấn đề nữa là trong là liên quan tới những cái người ta đã học nhưng mà chưa phải nhắc lại. Thứ nhất đấy là về cái lượng tử hóa tín hiệu đó nè, đấy. Về lượng tử hóa tín hiệu lý thuyết đó rồi, mô tả tín hiệu đây rồi. Đây, đây là nhân tín hiệu rồi. Còn vấn đề lượng tử hóa. Một. Lượng tử hóa tín hiệu là gì? Chúng ta đã học ở trong cái lý thuyết điều khiển. Đó. Đồng phân rời rạc đi hay là DCS, người ta học môn DCS chưa? Ừ? Được cái học cái môn DCS chưa? Có ai học chưa? Học có ai học DCS chưa hả? Ừ? Trả lời xem nào. Có ai học chưa? Dạ chưa. Rồi lên trên mạng chưa, cái cứ ai học rồi thì ghi vào rồi rồi để biết có thứ DCS điều không? DCS là hệ thống điều khiển số. Ủa, năng lực với nhân lực nào mà chưa học thì sẽ cho nên chưa chưa học hè là nghe coi nó nhâm mới không nhớ mẹ có nhâm lực có nói cho đăng chưa đi sẽ 18 tôi đi học sao được chưa học đi sẽ nhỉ 18 mấy năm năm thứ mấy rồi năm thứ ba có năm tư rồi bác, tám năm ba có năm tư à, rồi kia có kia kỳ tuổi à. Thôi rồi thế thì người ta nói đến cái chưa học DCS thì ta cùng 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 nhắc qua tí là cái thứ nhất đó, là về cái nhất là nói về cái lượng tử hóa tín hiệu trước à. Lượng tử hóa tín hiệu là gì, tức là những cái tín hiệu á mà từ
ngoài vào ha, mật kinh từ ngoài vào đó, tín hiệu đó. Đây là tín hiệu này. Thường liên tục ha. Tín hiệu thường liên tục. Đấy. Thế chúng ta học đo lường chưa? Cái điều khiển số chính là DCS đó. DCS là điều khiển số đó. Đúng rồi đó. Như vậy là có Lê Thạc Đạt học điều khiển số, còn một số bạn thì là chưa. Rồi. Thế con là học đo lường chưa? Có ai học kỹ thuật đo lường chưa? Nói giơ tay xem nào. Kỹ thuật đo lường. Rồi, mình Lê Thạc Đạt rồi. Rồi, rồi, như vậy là rồi. Ok. Rồi, như vậy có nghĩa là 18 ta học kỹ thuật đo lường cả rồi. Có nghĩa là đã học các cái ADC ha. DAC rồi. Đấy. Học ADC và DAC rồi ha. Rồi nè. Thế thì bây giờ là trước hết để mà nói đến vấn đề ADC và DAC trong ở trong DSP nha. Cái này liên quan tới vấn đề chúng ta lấy mẫu, ta làm một cái bài tập ngắn với DAC cái đó. ADC. Đấy. Bài 1. Bài 1 này. Cho một tín hiệu liên tục. ADC. Đi. I. T. Bằng. Ví dụ như thơ là 10 đi. 10 nhân với sin của là 314 T. Đây là tín hiệu gọi là điều hòa hay là tín hiệu hình sin với tần số công nghiệp đó. Máy nào. Rồi. Sử dụng bộ chuyển đổi ADC 14 bit để chuyển thành nhân là tín hiệu số đó. Tần số lấy mẫu là 1000 hertz. Còn chu kỳ chuyển đổi. Chu kỳ chuyển đổi là không bằng 1 micro giây. Này, bắt. Micro giây. Đấy. Xác định giá trị các mẫu trong một tín hiệu. Rồi, đó là cái bài này xem nào. Đấy. Mọi người à 10 phút làm bài này. Bắt đầu xem, bây giờ là 1 giờ 48
tôi cho 1:50 đi, người ta làm tới 2 giờ. Một giờ 58 thì cũng có như là 2 giờ thì cũng được, 1:58 rồi. Bắt đầu tính làm. Get not. Ở đâu? Get not này rồi. Làm. Đấy. Con muốn phải đây mà bước thì vui rồi. Chúng ta đang đưa thôi không biết nữa. Thế có nghĩa là từ cái tín hiệu vào ISTEP là IT này thì chúng ta cho nó đi qua một bộ biến đổi là ADC ha. ADC. Đấy, ADC này ra thì tín hiệu ra sẽ là đấy, rồi. X đây là I. Không phải là x mà là y. Vì trong này thì ta cứ ước ta gọi là y rồi ha. Y. Và ở đây ta gọi nó là y n. N. Rồi. Đấy. Cái nhiệm vụ của một cái là tính toán cái chuỗi IN này các giá trị của nó ra là bao nhiêu. Mức đa sản vậy. Đa sản. Lấy cái sketch đó nó vẽ mất đen cái sẵn rồi.
Con thằng đấy. Đấy, con thằng đấy. Chị con. Mọi người nghe rõ không? Nguyễn Văn Phú An. Dạ có. Nguyễn Thanh Cảnh. Dạ có. Võ Ngọc Danh. Võ Ngọc Danh. Dạ có thầy. Nguyễn Tấn Đạt. Dạ có. Dư. Có. Thanh Dục. Dạ có. Dạ có. Võ Văn Hiếu. Dạ có. Vũ Công Hoàng. Dạ có. Nguyễn Mậu Huy. Dạ có. Lê Văn Khoa. Dạ có. Phạm Đắc Khoa. Dạ có. Trần Đình Lâm. Dạ có. Lê Danh Mạnh. Dạ có. Phạm Công Minh. Phạm Công Minh. Bùi Đức Nhân. Bùi Đức Nhân. Bùi Đức Nhân có. Tên chị Nhân có thôi. Thằng em nghe thầy nói. À, Phạm Văn Nhân có chưa? Dạ có. Nguyễn Văn Phú. Dạ có thầy. Dạ có. Có, dạ có. Dạ có thầy. Dạ có thầy. Dạ có ạ. Dạ có. Dạ có thầy. Có đấy ạ, dạ có đấy ạ. Dạ có ạ. Có. Dạ có.
Rồi thời gian hết rồi, chưa thấy ai cả. Xong cả. Đúng tí. Cần bao nhiêu thời gian đây, mấy phút nữa đây. Bắt đầu từ anh đầu tiên, Phú An. Phú An đâu? Phú An đâu đâu, không thấy đến nơi này. Dạ, alo, em chưa làm rõ rồi. Cần khoảng bao nhiêu nữa, khoảng 10 phút nữa. Đi nhanh mạnh. Không làm lên về Việt ra yên nơi nhưng mà đâu phải y dễ đâu. Lưu ý, Việt ra phải giá trị các mẫu á. Phải cái đâu phải anh phải mạnh việc cái này đâu, cái này bị sai rồi. Các bạn RDC lấy mẫu chứ đâu có phải là mô tả lập lại hay là dẹt hay là gì đâu mà việc đấy. Như vậy là với cái tần số là 1000 Hz đúng không? 1000 tần số lấy mẫu. Là 1000 Hz tần số tín hiệu. Là gì? Là 50 Hz. Vậy thì trong một cái chu kỳ tín hiệu ta có 10 mẫu tất cả. Mấy mẫu nào, ai ghi vào đây mà lên 20. Rồi như vậy là rồi tiếp tục nào. Đấy, giá trị mẫu là bao nhiêu?
phải tính như là gì? Y tại 0 này, y tại 1 này, chấm 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 này, cho đến là y mấy? Y 19 nha. Đó, là bằng. Rồi, tiếp tục món này, làm đây. Okay. Chào luôn thế nhỉ? Phạm Công Minh đã có đi hay là vẫn còn chưa có vắng? Bài là hôm sáu trong tổng số bao nhiêu? Hôm 9 có 30 vắng.
Phan Quang Huy. Chưa ai tỉnh ra. Một cái dẹt này thì nó không đúng, còn lại dưới này chưa ai tỉnh ra. Phạm Cao Thìn bao nhiêu tính là lương được mấy mẫu rồi? Chưa thầy. Được mấy mẫu rồi mà chưa hồi được mấy mẫu rồi trong 20 mẫu không thì... hả? Không hiểu rồi. Không hiểu là sao? Tức là hồi học đó lương không không học cái về ADC à? Đó, mọi người trả lời xem nào. Chưa? Đã được học chưa? Đã được học ADC trong kỹ thuật đo lường chưa? Trả lương ai không ai nói gì cả. Được chưa? Chưa học thì nói chưa học, cái điểm mà học chứ đang lưng lăng ai nói gì cả là sao mày? Lăng lè cả đoan là sao? Đã học chưa? Chỉ có một Nguyễn Văn Phú Án là chưa học, còn cả lớp học rồi chứ học thì nói chứ. Ai được chưa học là giơ tay lên biết luôn. Lăng lè thế này học là thì nghỉ mẹ lớp học gì? Bây giờ người ta sẽ là nói về ADC cái đã, nếu chưa học phải học chưa kỹ, còn học học cố dạy hô thầy dạy không kỹ mà quên rồi thì học lại cái này chứ không làm được thì ta sẽ không giải quyết được những vấn đề tiếp theo sau. Cái gì hỏi phải trả lời, không biết thì phải trả lời không biết chứ không được lằng lè mất thời gian. Chưa học thì nói chưa học, quên rồi thì nói quên rồi, mà chưa biết thì nói chưa biết, dụ dốt là như là mất thời gian của nhau mà không được giải quyết được vấn đề gì hết. Tất cả tập trung nghe giảng đây. Thế thì đầu tiên á là phải nói về khái niệm là tín hiệu ADC và DAC là cái gì. Ta phải đưa vào trong bài giảng luôn cho ông thôi. Đấy. Nói về cái ADC. Nhất là DAC. DAC có nghĩa rằng là bộ DAC, tức là cái bộ chuyển đổi mà nó chuyển đổi một tín hiệu từ số thành ra tín hiệu tương tự. Ta lấy ví dụ này. Ví dụ là người ta nghe nhạc MP3. Đấy. Thế thì cái nhạc MP3 thì nó được lưu trữ
làm sao mà nghe được thì phải qua những cái bước. À, nhất là nó phải là được lưu trữ này, dạng tín hiệu số trong bộ nhớ ha. Đấy, đây là những dạng như 01 rồi 101 1001 chi chít, nói chung là vân vân như thế. Là những cái dữ liệu nó ở dạng như vậy. Thế thì khi mà qua chuyển đổi thì nó sẽ phải lấy ra. À. Lấy ra này. Theo từng là bài. Hoặc là từ. Đấy, hoặc double. Đấy, word. Đấy. Bài tức là 8 bit, word từ là 16 bit. Hoặc là double tức là 32 bit. Đấy. Sau đó nó đi qua dùng cái DAC thành là điều tương tự, tức là tín hiệu gọi là analog, và sau đó là ra loa nghe. À, đấy, đây là ví dụ nghe nhạc về MP3 nè. Cái thứ gì thấy gì thứ nhất mà hàng ngày anh vẫn được nghe được hay là sử dụng nó. Bây giờ ta nói đến như là DA hoặc ADC là cái gì? Ví dụ như ADC cũng là cái nhạc đấy, cũng là ghi nhạc. Thì đầu tiên á là nó phải là có tín hiệu này tiếp tục nhạc đó, macro này, nó khuếch đại lên này, đại lên này. Đấy. Rồi bắt đầu mới là qua là cái lượng tử hóa này. À, tín hiệu tức là chuyển đổi tín hiệu từ liên tục thành rời rạc thành súng đấy, tức là liên tục thành cái súng. Đấy, súng tỷ lệ về biên độ thì trong đó cũng có hai phần, cũng có thứ nhất là lấy mẫu tức là với là dự mẫu này. Hai quá trình. Và sau khi dự mẫu rồi thì mình qua chuyển đổi. ADC. Chuyển đổi và tạo ra tín hiệu số. Sau đó là lưu trữ tín hiệu số này. Còn cái việc mình nén để mà tiết kiệm dữ liệu thì cái đấy thì ta không nói vào trong này, coi như là cái lưu trữ dữ liệu cái đã. Đấy. Thì đó là hai quá trình như là ADC và DAC. Dù hai ví dụ, còn trong công nghiệp thì người ta làm cái gì? Đấy. Trong công nghiệp hay là tự động hóa đó nào, thì người ta sử dụng là khi đo lường thì tín hiệu có thể là liên tục này, súng này. Đấy,
gọi là live tục cùng với là rời rạc. Như vậy là người ta phải muốn số hóa nó. Số hóa thì người ta phải làm gì? Người ta phải là dùng cái ADC. Đấy. Chuyển thành tín hiệu số. Đó. Rồi đi xử lý. Và đưa ra kết quả. Đó là cái trong công nghiệp. Quá trình ngược lại, tức là điều khiển, thì có thể điều khiển từ cái từ tín hiệu số nha. Đó qua cái quá trình như là liên tục hóa bằng DAC đưa ra đối tượng điều khiển. Nó mà học giống phải cứ một vất vả vất vưởng nó nói đâu, không học xong nó quên hết. Đấy. Thế thì để nói đến cái phương trình của DAC, ta xem hình vẽ này đây. Đây là quá trình là ADC, một tín hiệu liên tục. Nếu ta hình dung đây là một tín hiệu IT. Đấy, nó đi qua một cái qua ADC. Và nếu như ta hình dung quá trình này, quá trình như là ADC, DAC. Nó như vậy. Chẳng hạn như người ta đưa qua một bộ DAC tiếp theo sau này chẳng hạn. Đấy, DAC. Từ tín hiệu IN này, nó sẽ phục hồi lại cho ta. Là tín hiệu IT. Đấy. IT. Hiểu như thế đấy. Như vậy từ y tế ban đầu này, chúng ta so sánh giữa cái y tế này với là cái y tế phía sau, ta so sánh cái này với cái này. Ta so sánh thì rõ ràng là cái IT nó phải bằng cái I, ta gọi là I phẩy T đi ha. I phẩy T là I này đây. Đây là cái I mà sau khi quá trình chuyển đổi từ DAC tạo thành. Thế thì để mà có được cái này á, chúng ta xem thử quá trình là biến đổi ADC và DAC nó xảy ra như thế nào. Đó nào. Thì ADC thì nó tạo ra những cái tín hiệu ở đây á. Như đây ta vẽ theo biểu đồ thời gian. Đây. Nó là cái đường tín hiệu mà nó liên tục theo thời gian. Đường tín hiệu nó liên tục theo thời gian. Đấy, y tế như thế. Thế thì khi đi vào đến cái sau cái này á, nó được những tín hiệu. Mà ở dạng là
và cái mẫu. Đấy. Tín hiệu số. Đấy, 1, 0, đấy. Tín hiệu số là ví dụ như là cái đây, dường như là 1 rồi 0 rồi 1 rồi 0 rồi 0 rồi 0 rồi 1 rồi 1 rồi 0 rồi 1 vân vân đấy. Đây số thứ nhất. Đây, số thứ hai. Và cái mẫu ví dụ như là 1 1 1 0 0 0 rồi 1 vân vân 1 rồi 0 như thế. Đấy. Tiếp theo nữa, cứ về cái tức là cứ một lần lấy mẫu người ta lại được là một cái tín hiệu số ha. À, dường như là 0 rồi 0 rồi 1 rồi 1 rồi 1 rồi 0 rồi 1 rồi 0 rồi 1 vân vân. 1. Đấy cứ như vậy chấm chấm chấm. Thế thì cái chuỗi tín hiệu này nếu chúng ta đi qua cái DAC thì ta sẽ được lại cái tín hiệu như cũ này. Tức là sau khi chúng ta đưa qua cái DAC à, đấy, chúng ta được lại cái tín hiệu như cũ. Thì quá trình từ đây mà đi qua đến đây là quá trình ADC. Đấy. Quá trình từ đây qua đây là quá trình DAC. Thế thì nói đến đấy thực ra nó không phải khi nào cũng người ta có hai quá trình liên tục đâu, nên là để ta hình dung cái việc là như thế nào thôi, xảy ra DAC và ADC như nào. Tôi lấy ví dụ ở đây, người ta nói vào micro, anh nói vào micro, đấy, ví dụ như thế. Rồi, qua ADC người ta lưu vào đĩa cứng. Đĩa cứng. Đó. Xong rồi đến qua ADC thì ra loa để nghe. Đấy. Thì như vậy là cái quá trình nó xảy ra như tôi vừa mô tả trình bày ở trên. Không phải này, lấy mẫu ra tín hiệu số chứ sao để ra cái chữ này được, không phải. Chưa, cái này chưa phải. Cái này chưa thể hiện được cái mẫu gì cả. Đây là thời điểm lấy dữ liệu thôi. Sao là những 11 trừ 6 là cái gì? Không phải. Đấy. Bây giờ ta mới nói tiếp. Thế thì bây giờ có một tín hiệu là IT. À, hay là chúng ta có trong cái nói về DAC trước. DAC. DAC. Nếu như chúng ta có một số nhị phân. Hay số bất kỳ đi, số thập phân bất kỳ n, thì con nói n gồm có là và dưới dạng là decim là d, à, dạng d, d decimal đó, thì gọi là nd, thì nó có thể viết là bằng là gì? N và n dễ dàng là
n bit của binary. À, thì nó có thể viết là bằng đó nè, 2 mũ n trừ 1 hoặc là d. Cộng với d. Chấm 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 à, cộng với là gì? D 2 nhân với 2 mũ 2, D 1 nhân với 2 mũ 1 cộng với D 0 2. Đó. Bây giờ ta có n là số đi, và gọi là số n d chẳng hạn. Thì viết lại lần nữa. Ta có thể viết biết trái á là số thập phân, còn bên phải là số nhị phân. Đấy. Thì bây giờ nếu như chúng ta chia cả hai vế cho là hai mũ n, thì ta có thể viết là cái này viết lại lần nữa. Nd à thôi viết nd bên này một của n nhân với nd bằng, bỏ cái này đi, cái này. Và cái này có thể viết lại đó nè, chỗ này có 2n trừ 1 thì còn là chia cho là 2 mũ n thì còn lại là gì? 2 mũ trừ 1, 2 mũ trừ 2, vân vân cho tới 2 mũ là mấy? Ừ? 2 mũ mấy? Trừ n cộng 2 đến là trừ n cộng 1, đúng không? Nó chỉ là 2 mũ 0 là 2 mũ trừ n. 2 mũ trừ n. Bây giờ ta mới là lấy cái này. Nhưng mà ta viết ấy. Lấy cái này. Ta chia cho cái này là 2 mũ n nhân với r. Thì cái này á cũng thế, 1 trên r. Những cái này vào. Đấy. R vào. Xong, ta lấy cái này. Ta nhân với cái u, cái u không, cái u rẹp nó đấy, u rẹp này. Thì bên này cũng vậy, cũng nhân vào. Đấy thế, đúng không? Như vậy đó. Trong đề chúng ta lưu ý là những cái d này á là gọi là bit trong số, tức là nó hoặc là bằng 0 hoặc là bằng 1. Đấy.
hôm nay. Nếu ta cần ta có thể viết cái này thêm một chút. Đấy. Viết thêm một chút tức là cái D I này hoặc là bằng 0 hoặc là D I hoặc là bằng 1, nó tùy vào cái giá trị trong số như ta viết trong cái tín hiệu số này đây. Đấy. Thế thì cái phương trình này, phương trình cuối cùng này là phương trình mô tả. Và bây giờ ta gọi đặt cái u rep trên cho là hai mũ n là cái delta u. À, delta u. Delta U sẽ bằng bên này bằng cái này. Đấy. Bằng cái này. Và hai mũ trừ một này ta có thể chuyển xuống dương được, còn để trên mũ cũng được, không sao cả. Trên tử số cũng được. Rồi ta gọi cái delta U nhân với ND này á là bằng củ UR, tức là điểm ra, ra. Ra. Thế thì ta copy cái này. Trong cái slide chỉnh lại đấy. Xem. Đi vào đây. Đi không được à? Thôi copy về dòng cái ảnh vậy. Dán nó vào không được. Tôi có tiếng gậy cho bỏ vào luôn, làm bài giảng luôn. Tí nữa cung cấp cho mọi người luôn. Rồi. Đấy. Quá trình chuyển đổi N thành điện áp liên tục đấy, quá trình chuyển đổi liên tục một số liên tục chuyển N thành điện áp liên tục U ra đây, mô tả như thế này đây. Thế thì là từ cái phương trình này ta thấy rằng đây chính là cái quá trình của một cái bộ DAC. Đó nè, tức là gì? Tức là bộ DAC là ta bắt cái này đi. Cái này bộ DAC này như vậy, tín hiệu vào là số N, tín hiệu ra là số liên tục. Có nghĩa là gì? Nghĩa là đây DAC à. Vào là một cái số số N vào đưa vào. Đấy.
thì nó tạo được cái điện áp liên tục u ra. Ra. Đó. Như gọi là body IC là chức năng như vậy. Cho nên là toàn bộ cái quá trình ta vừa nói ở đây chính là quá trình chuyển đổi từ cái body IC. Body IC. Thì để thực hiện được cái bộ này á, chúng ta sẽ là quan sát cái phương trình này. Quan sát cái phương trình này. Quan sát phương trình này. Rồi, như vậy chúng ta tiếp tục là như thế này. Đây là cái phương trình nhé, là của một cái bộ DAC. Thì từ đây ta viết lại cho nó theo kiểu dễ nhìn hơn. Đó nào. Có hai kiểu. Một á, chúng ta viết như thế này. Đây. Ta viết theo 1-1. Một thì là u ra trên r bằng 2 mũ trừ 1 để ta đưa xuống dưới mẫu số thành ra là 2. Và 2 mũ trừ 2 này ta đưa xuống dưới thành ra là 4, vân vân. Thì đến 2 mũ trừ n cộng 2 này ta đưa xuống dưới. Dưới này là 2 mũ là n trừ 2. N trừ 2. Đây, dưới này là 2 mũ n trừ 1. Và dưới này là 2 mũ n. 2 mũ n. Đó, rồi. Thì trong cái mốt này như vậy là người ta ký hiệu những cái điện trở bên dưới thành ra một cái kiểu điện trở khác. Cái này, chỗ này gọi là R, N-1. Chỗ này là R, N-2.
kiểu này là R2. Cái này là R1, thì chỗ này sẽ R0. Đấy, là cái kiểu thứ nhất. Thì ta thấy rằng là chỗ này á, nó thực hiện mạch cái cổng điện áp. Kết luận là tắt hai cái micro đi cái. Mạch cổng điện áp, thôi được, bỏ cái này đi. Cái kiểu thứ nhất. Đấy. Kiểu thứ hai. Kiểu thứ hai à. 1 2. Cái là từ cái này ta biệt lại, thì ta ký hiệu U ra thì R này bằng Y ra. Thì cái này á, U rẹp là không đổi giống nhau, chia cho RN trừ 1 ta gọi là IN trừ 1 là I trừ 1, đúng không? Thì chỗ này ta thấy rằng là trên này là U rẹp chia 2R thì nó ra UN trừ 1. Về chỗ này U rẹp chia 4R nó chính là IN trừ 1 và chia 2. À, chia cho 2. Tương tự như thế cho đến là IN trừ 1. À, chia cho là gì? Chia cho là N trừ mấy? N trừ 2. Rồi IN trừ 1. À không, 2 mũi N trừ 2 chứ. Quý. 2 mũi N trừ 2. Rồi chỗ này IN trừ 1. Bỏ cái 2 này đi. Rồi. IN trừ 1. Chỉ cho 2 mũi N trừ 1. Rồi chỗ này là IN trừ 1. Chia cho là 2 mũi N. Đấy. 2 cho 1 như vậy. Này. Đấy, như vậy là ta coi là quá trình chuyển đổi. BAC. Đó đó. Đấy. Thế nhìn vào trong cái mô tả này á, ta có thể thấy là trong 1 1 á. Đó nè. Là nó chính là cái bộ cổng điện áp hay là mạch cổng điện áp. Ví dụ như chúng một em nữa hả? Và 1 2 là mạch cổng dòng điện. Đây, hai kiểu 1 1 và 1 2. Bây giờ ta xem là ADC thì nó như thế nào. 9. Chuyển đổi ADC. ADC. Thì nguyên tắc chuyển đổi ADC thì có nhiều loại. Loại thứ nhất là ADC song song này. Rồi là ADC 1 cộng hay là cộng liên gọi là một lần tích phân đấy. Gọi là một lần tích phân đi. Đó.
ADC hai lần tích phân ADC nối tiếp sigma delta mà delta ADC kiểu trừ liên tiếp ADC điện áp tần số web web vân vân đấy. Thì mấy cái này á, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta phải làm xem nào. Rồi. Như vậy, bây giờ như vậy là trước khi nói đến cái bài tập này với các em mà chưa học cái này thì làm bài tập này nó sẽ không đúng. Nhầm lấy mẫu như thế thôi chứ đúng. Bây giờ là tìm tôi. Mỗi người. Lên internet. Tìm các loại ADC như đã liệt kê rồi đưa lên đây. Đấy. Đưa ở dạng hình vẽ và là tên gọi. Hình vẽ và tên gọi. Có giải thích càng tốt. Nhanh lên. Trong vòng 30 phút, tôi cho trong vòng 30 phút. Tôi chờ từng người một. Nào, làm đi. Bây giờ là 2 giờ 54. Coi như 3 giờ đi. Làm đến 3 giờ 3 rưỡi. Làm đến. Đã 3 giờ 30. Đấy. Tìm cho tôi các loại ADC. Các kiểu đấy ADC song song mạch điện sơ đồ nó sơ đồ khối hay sơ đồ nó như thế nào, ADC một lần tích phân ra làm sao, ADC hai lần tích phân, ADC sigma delta, ADC kiểu trừ, ADC kiểu điện áp tần số vân vân. Đấy, tất cả đưa lên hết, bắt đầu làm tính thời gian đó. Rồi bắt đầu làm nhé này.
em xóa từng hình riêng biệt đi, lấy hình nhá, lấy các hình nhá, bỏ vào một cái trang để mỗi người gửi một trang thôi, mà có được bao nhiêu thì trong đấy thì coi như là có bấy nhiêu rồi gửi vào trong folder luôn à. Chứ còn cứ mỗi người mà gửi hết hình này chụp lên cái xong đưa lên, rồi những hình khác chụp cái đưa lên nó rơi rạc xen nhau là không kiểm tra được đấy. Tất cả các hình, tất cả các hình chép lại xong đưa vào một trang đi đấy. Gửi vào đây, đồng thời là gửi vào trong folder cá nhân đó.
có Ngô Đình Kinh làm một trang. ADC song song, ADC sigma delta, thêm lần tích phân, phân trừ liên tiếp. Rồi như vậy là một người làm như Ngô Đình Vinh, Trần Đình Lâm. Ngô Đình Vinh này đúng kiểu đó, những người khác cũng vậy, xong rồi bỏ vào trong folder. Mới một Vinh, một Lâm, hai Sải Sáng là ba, Ngọc Danh là bốn, Thành Dũng là năm, Văn Phú là sáu. Vinh, Lâm, Sáng, Danh, Dũng, Phú.
Rồi, như vậy chúng ta đã là một số cái phần lớn đã tìm được cả cái loại ADC để mà đưa vào trong cái ví dụ ha. Thế bây giờ chúng ta mới tiếp tục. Ta quay lại với cái ADC này. ADC thì là có những cái quá trình gì chúng ta cần phải quan tâm lưu ý. Để xóa cái này cái đó. Đây. Bây giờ là chúng ta nói đến cái phần thứ nhất là vẽ cái đồ thị rõ ra dễ nhìn ha. Đây. Ta vẽ cái đường tín hiệu bất kỳ ra. Rồi. Ôi, cái đường xấu quá. Đây là đường khác. Thế đấy, khác thêm một chút cho nó dễ nhìn. Rồi, ví dụ như vậy. Thế bây giờ là đối với cái này chúng ta sẽ phải là ấy, là đầu tiên là ta lượng tử hóa nó, đúng không nào? Thế muốn lượng tử hóa tức là chúng ta phải cân qua những cái gọi là chu kỳ lấy mẫu. À, chu kỳ lấy mẫu. Đây. Ta qua những chu kỳ lấy mẫu. Như đây ta lấy mẫu một cái đầu tiên, lấy mẫu thứ hai. Đấy, lấy mẫu thứ ba. Như vậy. Mẫu thứ tư. Mẫu thứ năm, nói chung là vẽ không đẹp thì kỳ đó. Để minh họa đề khải thế này. Đấy. Vân vân. Đấy. Đây, thì chu kỳ lấy mẫu ví dụ như trong cái bài tập vừa rồi chúng ta lấy mẫu 1000 Hz tức là chính là cái này đây này. Cứ là không cứ 1 mili giây thì ta lấy một mẫu là như thế này đây. Đó. Vân vân, đó, rồi. Như vậy sau khi lấy mẫu xong ấy thì chúng ta sẽ được là những cái định hiệu là những cái súng chứ không còn là cái đường này nữa. Cho nên ta phải xóa mấy cái súng ở giữa đi. À, mấy cái đường ở giữa đi. Đây. Xóa. Xóa không phải xóa hẳn mà chấm 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 để minh họa thôi. Đó. Đấy. Đấy. Kiểu như vậy. Đấy. Đấy, như vậy là những cái tín hiệu nó còn ta sẽ còn là những cái đường, là những cái súng. À, súng thứ nhất là bằng 0, để ở đây. Súng thứ hai, để ở đây. Đó, súng thứ ba. Quá trình này gọi là quá trình lấy mẫu đấy. À, lấy mẫu. Lấy mẫu. Lấy mẫu. Lấy mẫu. Đó.
Đó, rồi. Như thế. Lấy mẫu, giờ ta copy cái mẫu này ta bỏ qua tí cái nữa. Ôi chết 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 chết. Đây. Rồi. Như vậy là sau khi lấy mẫu rồi thì ta còn bước thứ hai nữa là phải lấy bước gọi là giữ mẫu lại, bởi vì lấy mẫu xong mà ta không giữ lại thì nó sẽ trôi đi mất. Bọn này chưa thấy nói con nghe nghe bật micro chứ nhỉ? Bật chưa này chưa thấy nói nghe không? Dạ có. Có rồi có rồi. Thế như vậy ta đây gọi là bước lấy mẫu này, bước này gọi là bước sampling này. Đấy, sampling này. Chắc là trong DCS có khi cũng dạy rồi đó, nhưng mà ai mà chưa nhớ thì ai quên thì nhớ lại. Và cái bước này gọi là bước holding này. Đó nè. Holding tức là giữ mẫu. Giữ mẫu là gì? Thực nghĩa là từ cái... nha. Đây ta giữ mẫu đây. Từ mẫu này đây ta giữ đây, giữ đấy, nhằm ngang lại giữ. Giữ lại đó. Cái này học đỗ lương là phải học rồi, học kỹ thế mấy anh học. Học là tự động hóa mấy cái này mà coi như là quên tuột đi thì làm sao mà học được. Đấy, giữ mẫu này đấy. Đến đây giữ mẫu đây ha. Đấy, từ đây giữ mẫu đây, từ đây thì giữ đến đây giữ mẫu, tức là ta sau khi lấy mẫu rồi ta không cho nó thay đổi nữa trong khoảng thời gian là đến cái mẫu tiếp theo. Rồi mẹ ơi, mất thời gian thiết kế đó. Rồi đây nữa. Đấy, đến đây. Để đến đây. Để tiếp theo như thế. Đấy. Thế thì sau khi mình quá trình đây là giữ mẫu. Rồi trong cái thời gian chuyển đổi này á, đây là gọi là một chu kỳ lấy mẫu này. Đây chu kỳ lấy mẫu này. Cái này gọi là chu kỳ lấy mẫu đây. Đấy. Đấy, vân vân. Vân 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 vân. Chu kỳ lấy mẫu nè. Sau khi mà để chu kỳ lấy mẫu rồi á, thì ban đầu mới là quá trình chuyển đổi. À. Ta biết là quá trình chuyển đổi này á, thì như vậy nó không phải là cứ có nên nó chuyển đổi liền mà nó có thời gian. Đấy, ví dụ thời gian chuyển đổi của cái này từ cái mẫu này, sau khi lấy mẫu xong được giá trị này rồi ấy, thì nó chuyển đổi cho đến khi nào mà coi như là cái giá trị nó đạt được như cái mẫu mong muốn. Như đây, nó ta lấy cái đường nó nhỏ hơn tí, đây, ta vẽ theo kiểu đi xuống. Đường đi xuống này là cái thời gian chuyển đổi đây. Đấy. Đấy. Vân vân. Đấy. Đấy. Thời gian chuyển đổi. Chắc chắn thời gian chuyển đổi này thì nó không thể là lớn hơn chu kỳ lấy mẫu được, nó phải nằm trong khoảng chu kỳ lấy mẫu tối đa. Cái biến độ càng nhỏ thì thời gian lấy chuyển đổi nó càng ngắn. Đấy. Thế thì cái... Ôi, hết mất cái bản vẽ rồi.
Như vậy là khoảng thời gian chuyển đổi đây. Thời gian chuyển đổi. Đó nè. Đấy, đó chính là cái thời gian nằm trong cái vùng màu xanh ấy. Màu xanh này. Đây. Đây. Đổi đây. Chuyển đổi đây. Đấy. 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 Chuyển đổi đấy. Đó. Cái khoảng đấy. Ha. Cái thời gian chuyển đổi. Vân vân. Đấy. Đấy. Thế thì người ta thấy rằng là thời gian chuyển đổi thì nó liên quan tới là cái số đếm chu kỳ. Đó nè. Tức là gì? Tức là cái tần số chuyển đổi á là nó tối đa là như thế này, là cho là 1 MHz. Thì có nghĩa rằng là trong 1 giây nó sẽ tạo được là 1 triệu cái xung. À, xung hay là nhịp. Thì bây giờ ta thấy rằng các cái chuyển đổi ADC thì cứ một lần thay đổi nhịp thì nó sẽ thay đổi được một con số đếm. Vì vậy cho nên là dựa vào cái số nhịp này và số đếm để chúng ta tính ra cái thời gian chuyển đổi và lấy mẫu của cả cái tín hiệu. À, bằng tín hiệu. Đấy. Do vậy, bây giờ sau khi làm được cái này rồi á, thì chúng ta sẽ là làm tiếp cái bài tập. Quay lại bài tập 1. Với các mẫu. Với các mẫu. Đã lấy được. Đó nè. Thì sử dụng bộ ADC một lần tích phân ha. Lần tích phân để làm gì? Để là tính cái giá trị số của mẫu đã lấy. Rồi, bắt đầu làm đi. Làm đi. Nghe rồi chứ hả? Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái bộ ADC một lần tích phân trong này. ADC một lần tích phân đâu? Xem nó nhóm ra lấy một cái bất kỳ là. Lấy chân trìa chẳng hạn. Có ADC một lần tích phân đây không? ADC song song. ADC sigma delta. ADC UF. ADC sấp xỉ đây. Chính là ADC loại sấp xỉ liên tiếp đây. Đấy. ADC một lần tích phân là cái loại ADC sấp xỉ liên tiếp. À, sấp xỉ liên tiếp. À, loại ADC sấp xỉ liên tiếp. À, rồi. ADC một lần tích phân tức là ADC sấp xỉ liên tiếp. Đây sơ đồ mà chỗ vàng vàng rồi đây. Coi nào. Giờ ta dễ nhìn này. Đấy, chỉ là cái đấy. Rồi, bây giờ đây chúng ta sẽ sử dụng cái này để ta tính, phân tích, giải thích và phân tích và tính ra. Giải thích, phân tích và tính ra.
Đấy, chúng ta gọi là ADC một lần tích phân hay là ADC sấp xỉ liên tiếp thì cũng là một, cho nên chúng ta sẽ dùng cái này để mà tính cái số ra đó này, của nó, và tính luôn thời gian chuyển đổi. Thời gian chuyển đổi của từng chu, của từng nhịp, của từng lần lấy mẫu hay lần lấy mẫu riêng biệt. Có nghĩa là gì? Ta tương ứng với một mẫu ta ghi ra, nghĩa là ra là i n a k đó nè, là bằng bao nhiêu đó, xong rồi ứng với là n tại giá trị k, số là bằng bao nhiêu đó, và t chuyển đổi tk tại thời điểm k để là bằng bao nhiêu đó, ghi ra. Đấy, cái giá trị của nó phải ghi ra ba cái tham số này, và ta có tất cả là 20 mẫu khác nhau. Và 20 mẫu khác nhau có nghĩa rằng người ta sẽ có là các số tính toán là 60 lần, 60 giá trị tính ra. Rồi, làm xong lên đây. Bỏ lên. Anh nào mà bỏ vào Excel mà làm thì nhanh thì cũng đưa lên đây cho nhanh được. Anh nào thì làm tay thì cũng tính tay. Tần số lấy mẫu là không, tần số mà lấy mẫu là 1000 Hz, còn tần số mà chuyển đổi á là một, thời gian chuyển đổi là 1 micro giây. Tần số là tôi nhầm, tần số lấy mẫu 1000 Hz việc thiếu con số. Tần số lấy mẫu là 1000 Hz. Rồi. Tần số lên bỏ là 1000 Hz. Còn cái như vậy là đến cái chu kỳ chuyển đổi là 1 micro giây đúng không? Giờ thời gian lấy mẫu và thời gian chuyển đổi là 1 micro giây, tức là tần số chuyển đổi đó. Đấy. Tần số chuyển đổi. À. 1 mega Hz à, đó. Đấy, hai cái nó khác nhau, tức là tần số lấy mẫu và tần số chuyển đổi. Chuyển đổi trong một cái chu kỳ lấy mẫu thì là gọi là chuyển đổi, còn trong một chu kỳ tín hiệu thì người ta gọi là tần số lấy mẫu.
chưa lâu thế nhỉ? Lâu thế hè. Mà ra toàn bộ cái lớp 18T đi hạt 1 rồi. Cái hạt mụn này như là lượng chủ nhiệm như rồi, rồi. Đâu thế? Nào từng người một, xem nào, nó lâu thế. Phòng đang khóa, lâu đó, lâu rồi. Dạ em đây này. Ngủ quên rồi. Dạ. Ai đây nữa? Ngô Đình Vinh. Ngô Đình Vinh mà rồi. Đây này. Rồi, đúng là kết quả mà lúc thế. Dạ. Chị cũng chạy bên Hàn này. Được mấy mẫu rồi? Nãy giờ tính được mấy mẫu rồi? Thực ra cái này chúng ta cũng có gì phức tạp. Tức là ví dụ như là cái mẫu chẳng hạn như cái này ta cho là ADC 14 bit đúng không? ADC 14 bit. Đấy. Và là cái tín hiệu này biên độ của nó là bao nhiêu? Biên độ tín hiệu là 10V. Đấy. Thế thì chúng ta phải có như ta có cái 10V này là biên độ lớn nhất. Vậy thì có 10V là biên độ lớn nhất này. Nhất đồng nghĩa với là U REF là bằng 10V. Còn nếu không thì cho cái giá trị U REF khác. Đấy, bằng 10V. Như vậy giả sử là ý tại thời điểm cá nó để cho nó bằng là 3.5V chẳng hạn, 2.5V đúng không? Khi đầu tiên chúng ta sẽ tính cái delta UV là delta UV bằng bao nhiêu? Delta UV hay delta U nó chính là bằng U rep, tức là 2 mũ N là 2 mũ 14, ha? 2 mũ 14 là bằng mấy? Là bằng 10V này. Mình chia cho 2 mũ 14 là bao nhiêu? 2 mũ 12. 2 mũ 8 là bằng 256, 2 mũ 9 là 512, 2 mũ 10 là 154. 6 nhân 10 mũ trừ 4 thôi. 2 mũ 4.000. 2 mũ 12 là 8, 2 mũ 10. Còn bao nhiêu này nó? 2 mũ 12 là 4.000, còn chừng 6, thì 2 mũ 13 là 8.192, 2 mũ 14 là 16.384, 16.384, được biết? 16.384, đúng biết? Để tính là coi nữa. Đúng rồi, 16.384. Như vậy là bằng bao nhiêu volt? 10 chia cho là 16.384 ra là bằng 0.00 0.00006 1035, 61035 volt. Đấy. Rồi. Như vậy bây giờ chúng ta muốn tính cái N tại giá trị là 3.5V đúng không? Thì như vậy nó phải chính là bằng cái gì? Nó chính là bằng 3.5. 3.5V mình chia cho là cái U rep này 10 à. 10 và nhân với là à, delta U chứ quên. Thôi chia delta U thôi, bằng cái số này nhân chia delta U thôi. Chia luôn bằng delta U. Như vậy là bằng mấy? Là bằng 3.5.
3 chục 5 chia cho 50 0 chục 0000 61035 bằng 5733 bằng 5733. Và để đổi ra là số thập đủ số nhị phân. Đấy, 5733 mà nếu đổi ra số nhị phân thì như vậy là 5733. Một nhị phân chạy một đi biết. Tính đi trừ đi thôi đủ cũng được nhỉ. Anh nào có cái máy tính của Casio nó có cái chế độ chuyển đổi từ số thập phân sang nhị phân như nhanh. Thôi để này đây 5733. Thì là chú lên đây là số dạng là thập phân à. Mà thì nó cái này phải 14 bit đấy. Mình tính nó có chuyện. Mình xem calculator của Windows có. Calculator. Máy tính khoa học. Function. Lượng dạng. Thank you.
Tức là chúng ta hình dung là giả sử như các cái này tôi nói như quên bật micro. Giả sử như là cái thời gian chuyển đổi của một chu kỳ lấy mẫu mà nó lớn hơn cái thời gian là lấy mẫu. Đó nào, đây. Lấy mẫu ở đây chẳng hạn đây. Chúng ta phải chuyển đổi tới tận đây luôn. Đó, mới xong. Thì cái đoạn từ một đoạn mà ta đang nhìn ở đây á, như đoạn màu nâu này này. Cái đoạn này chỉ là cái đoạn mà không thể chuyển đổi được. Là sao? Là bởi vì trong này là cái thời gian đoạn này nó sẽ bị cái bộ lấy mẫu lần tiếp theo á, nó chặn lại. Do vậy nó chỉ chuyển đổi từ giá trị ngang số này thôi. Nó phải dừng. Nó dừng để nó đọc dữ liệu ra. Sau đó là nó chuẩn bị cho chu kỳ mới. Như vậy là với tín hiệu mà cái biến độ từ đây đến đây đó, trong lần này thực ra nó chỉ chuyển đổi đến đây là hết này. Đoạn từ trên này, từ dưới này lên thôi. Đó nào. Còn từ trên này xuống thôi là hết. Nó không thể chuyển đổi toàn bộ cái giá trị được. Nó bị treo lơ lửng ở đây. Đó. Vậy thì nếu như mà với cái mẫu chúng ta là tần số là 1 MHz đúng không? 1 MHz là cái cho cái mẫu á là 1 kHz. À thì như vậy rõ ràng là trong thời gian mà giữa hai đơn lấy mẫu liên tiếp là 1 kHz á thì ta chỉ được tối đa là 1000 cái chu kỳ chuyển đổi thôi. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta có đến 5733. À 5733. Thì như vậy là nó có chuyển đổi hết không? Rõ ràng nó chỉ chuyển đổi đến 1000 là hết rồi. Chứ còn 4733 chu kỳ là nó sẽ không thể chuyển đổi được nữa. Chúng ta hình dung nào. Đấy. Vậy thì từ đó bài toán dẫn đến là chúng ta đưa lại chuyển đổi được, mà người nào cũng ghi ra cái ra toàn bộ số như nhau, kết quả sẽ không đúng. Mà chúng ta sẽ phải chọn lại chu kỳ lấy mẫu. Và rõ ràng ở đây á, với cái tần số là 1 MHz. À, đấy, như vậy là rõ ràng. Vậy với cái số là 5733 sẽ không thể chuyển đổi kịp. À, nên với số 16384 nhịp đúng không? Thì nó cần bao nhiêu giây? Cần là 16384 mà nhân với là 1 micro giây đúng không? Micro giây. Như vậy tính ra là mấy? Sẽ là 16 là 0.8 à 0.38 đúng không? 16.384 là mili giây. 16.384 mili giây mà tần số tín hiệu là 50 Hz, nghĩa là chu kỳ tín hiệu đúng không nào là 20 mili giây. Nó thấy rằng là một chu kỳ tín hiệu là 20 mili giây, mà một cái chu kỳ chuyển đổi á nó cần đến 16.384 mili giây. Thì rõ ràng là trong một chu kỳ tín hiệu chúng ta chỉ lấy được một mẫu thôi. Như vậy là trong một chu kỳ tín hiệu lấy được là một mẫu. Như vậy cái việc lấy 20 mẫu chúng ta là hoàn toàn không đúng. Chứ không thể đúng không? Thế lấy là 20 mẫu được. Đã rõ không nào? Mọi người rõ không nhỉ? Có hiểu không? Không thể nói gì cả đấy. Có hiểu không này? Gọi từng người một trả lời xem là không hiểu, có hiểu không đấy để mình nói tiếp chứ. Rồi Nguyễn Văn Phú An nghe không?
Dạ có nghe thầy. Hả? Có nghe không? Dạ có nghe thầy. Có nghe có hiểu không? Ừ? Có hiểu được không ấy? Thì hiểu thì dạ. Hiểu, không hiểu thì nó không hiểu. Mà nếu hiểu dạ, em chưa phân thì biệt nó hiểu vô vơ. Chưa phân biệt được mấy cái tần số tìm như loài của em chứ không biết được. Trần Văn Tuấn, có hiểu được tín nào không? Dạ, đang hiểu. Không hiểu à? Để đang cố hiểu. Khó hiểu ha. Tức là để theo giải thích là nghĩa rằng thế này này. Tức là cái giữa nói cái quá trình chuyển đổi ADC ấy, thì nó diễn ra giữa hai cái lần lấy mẫu. Nghe chưa rõ hết? Đây này. Quá trình chuyển đổi thì nó diễn ra giữa hai lần lấy mẫu. Cho nên á, là muốn mà quá trình chuyển đổi nó hoàn thành á, thì á, là cái việc chuyển đổi nó phải kết thúc trong cái khoảng thời gian mà giữa hai lần lấy mẫu đó. À, nhưng mà nếu như tần số chuyển đổi mà nó thấp ấy, thì quá trình chuyển đổi nó có thể kéo dài vượt ra cái khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu, và khi đó là cái mẫu nó sẽ chuyển đổi không hết mà nó bị cắt bớt đi, nó bị xén đi để làm gì, để nó chuyển qua chu kỳ chuyển là chuyển đổi mới đó nè. Cho nên là muốn mà quá trình chuyển đổi mà nó nằm gọn trong hai cái khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu ấy, thì cái tần số chuyển đổi nó phải rất lớn, để làm sao cho thời gian chuyển đổi lớn nhất nó phải nhỏ hơn thời gian hay là chu kỳ lấy mẫu bé nhất đó. Tóm lại là như vậy, thế chúng ta phải tính, do đó là phải tính là chu kỳ hay chưa tính tần số chuyển đổi để cho cái gì, để cho là thời gian chuyển đổi lớn nhất, chuyển đổi lớn nhất là phải gì, nhỏ hơn là thời gian lấy mẫu là bé nhất đó. Thì ở đây thời gian lấy mẫu của mình là không đổi nó bằng 1 mili giây, thì phải buộc cái tần số chuyển đổi nó phải, hay là thời gian chuyển đổi nó phải nhỏ hơn cái thời gian này. Như vậy với bài toán này á, bài này thì yêu cầu là thời gian chuyển đổi phải gì, phải bé hơn là bé hơn 1 mili giây. Vậy bây giờ các em tính cái tần số chuyển đổi đây, mọi người tính lại tần số chuyển đổi bé nhất là bao nhiêu. Xem nào, với gợi ý như thế ta tính là tần số chuyển đổi bé nhất là bao nhiêu.
16384.000 Hz. Tức là 16.384 MHz hả? Tính nào mà ra cái này? Phạm Đăng Khoa, tính nào mà ra cái này? Dạ thưa thầy, là em lấy 1 mili giây chia lại cho 16384 là ra được thời gian chuyển đổi tối thiểu, rồi lấy 1 chia cho thời gian chuyển đổi tối thiểu ra được cái tần số. Như vậy là em tính là trong một cái chu kỳ lấy mẫu phải có tối đa là 16384 chu kỳ chuyển đổi đúng không? Dạ. Yeah. Như vậy là tính ngược lại. Đồng được. Thế thì rồi. Như vậy là tần số lấy chuyển đổi tối thiểu á phải là 16.384 MHz đúng không? Ồ. Chuyển đổi nhỏ nhất là tối thiểu đúng không nào? Thiểu là 16.384 là MHz. Đấy. Rồi. Bài này thực ra mọi người đang làm lời giữa lăng giang này, cái này tôi muốn gợi ý ở chỗ này á, là mọi người cứ cầm quy tính là nó sẽ sai một loạt cái mẫu luôn á. Có một số mẫu đúng, có một số mẫu chắc chắn là sai bét. Đó. Nên là ấy rồi. 4:30 rồi, có cần người dạy láo tiếng này hay là học luôn này? Học luôn đi thay ạ. Học luôn thì nghỉ cho rồi chứ nữa. Dạ học luôn này. Đấy. Học luôn thôi là nói về cái tích chập một chút xong rồi là bài tích chậm thì phải làm bài tập cơ. Tôi được nói lý thuyết cái đà xong bữa sau làm bài tập cũng được. Bây giờ ta nói về tích chậm. Quay lại cái slide. Cưa. Tích chậm. Ở tích chậm tôi chưa nói à. Đây một trước cái này với ADC đây. Đây như đây. Chưa mà. Có chứ, chưa này chưa. Bây giờ ta nói đến tích chập trước. À, tích chập. Tích chập. Vậy tích chập là cái gì? À, tích chập định nghĩa. Tích chập là một cái tín hiệu gì? À, trong cái tín hiệu liên tục á. Đó nè. Định nghĩa. Thì với đối với tín hiệu tích chập analog. Thì định nghĩa tích chập là ZT được hiểu bằng tín hiệu XT. T chập với là sao T IT. Sao T. Đấy. Thì nó sẽ bằng định nghĩa là một cái tích phân. Đấy, từ 0 cho đến T. Đến T của X. Mà trong đấy biến là tô. Nhân với là y a à, t trừ tô nhân với d tô nhân với d tô à. Đó là trong tích chập liên tục, còn trong rời rạc discrete á, discrete á, thì là một cái tích chập là Z N thì nó sẽ bằng sigma đó, sigma với K nó chạy từ 0 đúng ra chạy từ trừ vô cùng tới cộng vô cùng đó. Thôi ta cứ tới đây đó, N trừ 1 cái đó đấy à, từ X N chập với là Y N và nó bằng là tổng xk nhân với là y n trừ k. Đây là trong trường hợp này, còn trong trường hợp tổng quát thì
Nên tổng quát thì như vậy là tích phân này á, Z này. Cái này tính từ trừ vô cùng cho đến nó cộng vô cùng. Còn trong trường hợp tổng quát của rời rạc nó cũng vậy. Cả trừ vô cùng cho đến là vô cùng. À, chập. Đấy, thế thì bây giờ ta copy cái này, ta bỏ qua bên này. À, cái copy này thì phải là chụp hình mà dán quá, copy hình đất thì quá cho mệt đấy nhá. Đây. Ta bỏ qua đây là giảm vào giấy luôn. Đây. Đây, như vậy về định nghĩa tích chập là nó tổng quát như thế. Rồi. Thế bây giờ là trong analog cái 8 cần, bởi vì là analog thì người ta không đưa vào trong phần xử lý tín hiệu số, nhưng mà trong cái phần rời rạc á, thì tín hiệu số cũng là một dạng tín hiệu rời rạc, cho nên chúng ta sẽ cần đến nó. À. Lấy ví dụ bây giờ chúng ta cho làm ví dụ cho nó rõ ràng nhất, đúng không? Là chúng ta cho cái x n bằng cái chuỗi như là 1 2 3 4. Đấy, y n bằng cái chuỗi là 3 5 7. Rồi. Cái này ký hiệu là bằng, là chính là bằng cái là ở kiểu trước bằng cái chủ đề trước x không phẩy x một x hai x ba ha. Đấy, chấm phẩy cho nó phân biệt cho nó dễ. 1 2 3. Thì 1 đấy chấm phẩy, phẩy chấm phẩy. Rồi. Và đang thế bằng à, y 0 chấm phẩy y 1 chấm phẩy y 2. Rồi. Rồi bằng 3 chấm phẩy 5 chấm phẩy bằng. Đấy. Bây giờ người ta hỏi yêu cầu tính tích chập. Z n nó bằng là x n chập với là y n à, với n lớn là bằng 3 bằng 4 đi, n lớn bằng 3 như thế đúng không? 3. Thế thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Ở đây ta lưu ý rằng là trong cái tích chập này là định nghĩa là gì? Cái này tức là n chạy từ 0 cho tới n trừ 1 này. K chạy từ 0 chấm 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 tới n trừ 1 cái nhỏ ha. K này. Rồi là n cũng thế bằng 0 chấm 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 n trừ 1 n nhỏ này. Đấy. Như vậy người ta sẽ có, nếu mà có bao nhiêu giá trị n lớn thì ta có bấy nhiêu cái giá trị zn, có nghĩa là phải tính. Ta phải tính n tổng từ từ dễ từ n bằng 0 đến
là n bằng n trừ 1 với k cùng chạy từ 0 đến gì? N trừ 1. Đó. Đúng là tổng quát chạy vô cùng nhưng mà thôi ta tính từ n trừ 1 thôi. Rồi. Hoặc là à không, không phải. N trừ 1. Nhưng nếu tôi cho n lớn hay khác thì ta phải tính cái số khác. Bài tập bài toán có thể cho số k n của k khác là n của n. Đấy, ta lưu ý cái này nhá. Rồi. Ví dụ đây bây giờ ta tính như nào? Làm luôn xem nào. Rồi, bây giờ người thử tích chập của bài tập xem, bài tập đây à, đây theo cái bài này copy cái này dán vào đấy. X như thế với n dài tính xem. Rồi giờ ai làm bài này thì đưa lên đây. Ai tính được Z của N nào thì đưa lên đây.
chưa? Dệt không bằng bao nhiêu? Ghi đầy đủ ra x0 nhân y0 k bằng 1 là x1 nhân với là y trừ 1 k bằng 2 là x2 nhân với y trừ 2 nhân năng hoa ra được ghi còn còn này khóa viết lại trên đầy đủ đi khóa viết lại trên đầy đủ đi khóa cái này là em viết rồi ra x0 y0 này nhá xong rồi là cộng với là x k bằng 1 là x1 nhân với y của 0 trừ 1 tức là y trừ 1 này rồi xong rồi nhân với là x2 nhân y của đấy, như vậy là bằng x0 nhân với là y cộng với là x1 cái này nhỉ x bây giờ cái việc là sao nó sửa xong vậy nhân với là y rồi cộng với là x2 nhân với y là trừ 2 2 cái 6 là bằng 0 nhưng kết quả là bằng là không là 1 đúng không là nhân với là 3 thì nó bằng 3 rồi tiếp z1 z2 rồi nhà thích chấp vào đó thôi tính bài tập thể cái đó nhưng mà cũng ta được là z nhân ư đúng không là bằng ba tính là mấy đấy 11 mười mấy 11 với 17 à cái gì đi thì cộng luôn cho nói trên chỉ nhân vậy là dẹt mấy cái chữ lại này là bài đấy bọn hiểu vậy thì biết rõ là tính ra luôn nhá dẹt không bằng ba dẹt một em làm chưa xong vậy dẹt 2 nữa ha. Tính luôn đấy. Tính như vài bữa cái làm bài tập cái này bài tập bắt buộc phải có A mới làm được cả đó. Vậy là ta nắm được khái niệm thế nào gọi là tích chấp và cách tính tích chấp đó nè thế trong mạch lạp ấy đấy dùng mạch lạp tính tích chấp bằng mạch lạp chúng ta dùng cái lệnh con dùng cái lệnh là ta khởi động mạch lạp để ta xem này, xem bình này. Bởi vì cái này em sẽ dùng để mà sau này khi ta tính những cái chuỗi số lớn ấy, ta phải tính bằng mạch lạp chứ không tính bằng tay được. Nghĩa là khi lấy mẫu mà nó là dữ liệu nó là 10, hàng chục bit, 12 bit, 14 bit số lớn thì ta phải cái vector của nó lớn ta phải tính bằng mạch lạp.
giờ người ta cho cái x à, bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho nhiều vào cái đều tính tay chắc luôn y bằng vân như thế. Như thế là cho chỗ đại rồi đấy ha. Bây giờ ta mới tính như Z. Đó nè, Z nó bằng là nếu mà tính bình thường á của cái x đấy. Thì như vậy là Z nó sẽ ra một dãy là mấy? Là từ Z sẽ tính từ mấy từ Z? 1 0 này 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 đấy. Có tất cả là 16 cái phân tử. Thì ta dùng cái lệnh này để copy cái này vào trong cái để cho tôi biết à. Sẽ bằng cái này đấy. Như vậy là toàn bộ cái chụp của ta sẽ đây rồi đây, tức là cái tích chụp kết quả của ta sẽ cho ra như vậy. Rồi mọi người đã rõ chưa nào, mọi người đã hiểu cách dùng chưa? Hiểu chưa? Ừ? Hiểu cách dùng làm để tính chưa? Trả lời nhá. Rồi. Rồi thì bây giờ là những cái bài tập thì đưa vào trong trong cái folder á. Ví dụ rõ ra Z0, Z1, Z2 đưa ra. À, còn cách dùng mình làm để tính những cái con convolution á, gọi tích chụp là convolution đấy. Thì là ta viết để mà vài bữa tuần sau ta làm bài tập cái chuỗi lớn hơn ha, ta dùng một lát ta tính. Rồi nói chiều nay ta học chương này thôi, buổi sau học tiếp. Rồi thôi chào mọi người nhá. Chào thầy.